Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Cái clip này con xin giới thiệu là 9 cây sứ ghép. Có 8 cây sứ ghép và 1 cây nguyên thủy nha cô chú anh chị mình. Cây nguyên thủy khá là to luôn, nằm chậu C10 là cây này ha. Đó, củ gá khá là đẹp luôn. Rồi, cây lô này là có C9 và C10, C9A và C10 rất là to nha cô chú anh chị mình nha. Củ khá là to luôn. Nói chung cái lô này thì cái nhánh con ghép rất là lâu rồi, về mình xả tàn rồi mình thay đất, thay phân mới thì nó sẽ tốt lại nha cô chú anh chị mình nha. Rồi cây này con ghép mặt hoa là ti ti nha cô chú anh chị mình ơi, ti ti nha. Ti ti hoa nó màu đỏ viền, nó hơi đen, tím tím đen đen á cô chú anh chị mình. Rất là đẹp luôn nha. Củ C10 khá là to luôn nè. Rồi cây này, cây này con ghép mặt hoa là hồng ngọc nha. Hồng ngọc, cây như hình nè. Còn cây này là cây nguyên thủy chậu C10 to đùng luôn cô chú anh chị mình. Cái lô này gồm có 9 cây thì thanh lý cho cô chú anh chị mình giá là 9 cây giá là 350.000 nha cô chú anh chị mình nha. 9 cây giá 350.000, phí ship bên người mua trả. Cái lô này cũ thì không có bị đa số là cây không bị lỗi nha cô chú anh chị mình. Cây không lỗi, không gớt bo luôn. Đó. Giá rất là mềm cô chú anh chị mình, tranh thủ mua cái lô này mà rất là nặng nha cô chú anh chị mình ơi. Ở Sài Gòn trở vô thì mình nên chốt cái lô này thì phí nó rẻ hơn là đi ra ngoài khỏi Sài Gòn thì phí cao nha cô chú anh chị mình ơi. Đó. Lô này cực kỳ rẻ luôn nha. 9 cây giá chỉ có 350.000, phí ship bên người mua trả. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932612668. Cái lô này hơn tầm 30 kg nha cô chú anh chị mình ha. Ai mà gửi chằng xe thì phí ship nó sẽ rẻ hơn. Đó. Rồi con xin chào và hẹn gặp lại ạ. C10 nè, quá trời to luôn.